Cụ thể, giá đường bán ra tại các nhà máy đã tăng lên đến 19.000 đồng một ký. Giá đường bán lẻ trên thị trường hiện nay cũng đạt mức gần 30.000 đồng một ký. Với mức giá này đã giúp nhà máy đường có lãi. Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, mùa vụ mía đường năm nay khá thuận lợi về thời tiết, giúp năng suất đạt hiệu quả tốt, trữ đường tăng cao. Đến thời điểm này, các nhà máy đường đã đạt được khoảng 800.000 tấn đường. Kết thúc vụ sẽ đạt khoảng 900.000 tấn, tăng 15% so với mùa vụ năm ngoái.